tại nhà thầu đã thi công hoàn thiện đến 99%, còn một số hạng mục như là hoàn thiện nốt phần sơn kẻ đường, tổ chức giao thông và lắp đặt biển báo, cố gắng bàn giao trong mùng 10 tháng 8. Hệ thống lan can của cầu thép Cô Linh Đàm được thiết kế 100% bằng inox M304 với thiết kế hình biểu tượng chùa tháp của Hà Nội. Đây là điểm nhấn đặc trưng của công trình cầu. Thi công trong địa thế mặt bằng rất chi chật hẹp dưới cầu vành D3, nhà thầu cũng đã phải thay đổi biện pháp thi công rất nhiều để phù hợp với cái tính chất của dự án. Thứ hai là do đặc thù của cái năm 2021-2022 thì cái dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp nên công trình phải nhiều lần phải dừng thi công, nên là cũng cho chậm so với hợp đồng ban đầu.